Đây là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Đảng ta của Tổng Bí thư Tô Lâm tới một nước Đông Nam Á. Diễn ra trước thềm kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, chuyến thăm mang theo nhiều kỳ vọng của lãnh đạo hai bên cho việc củng cố mạnh mẽ nền tảng quan hệ chính trị và tiếp thêm động lực cho hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Việc Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm tại thủ đô hành chính Putrajaya ngay sau khi chuyên cơ hạ cánh, cùng những biệt lệ về lễ tân như tổ chức lễ đón tại dinh Thủ tướng, cùng sự tham dự của gần 50 người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Malaysia đã cho thấy sự trọng thị của lãnh đạo Malaysia dành cho Việt Nam và quan hệ hai nước. Cũng chính tại đây, một cột mốc mới trong quan hệ hai nước đã được đánh dấu. Việt Nam và Malaysia chính thức thiết lập quan hệ lên một tầm cao mới. Chúng tôi đã thỏa thuận thống nhất nhiều vấn đề. Điều thứ nhất là đã nâng cấp cái quan hệ Việt Nam-Malaysia lên đối tác chiến lược toàn diện và cam kết ủng hộ lẫn nhau trên con đường phát triển của mỗi nước, tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội, pháp luật và quy định của mỗi nước và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tổng Bí thư Tô Lâm là người ủng hộ rất mạnh mẽ phát triển quan hệ giữa hai nước và hai bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như là kinh tế số hay xây dựng mạng lưới truyền tải điện ASEAN. Trong ASEAN, ngoài Lào và Campuchia, chúng ta có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thì Malaysia là nước đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây là cơ sở, là nền tảng cho hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực và thực chất hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Cái tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Malaysia đã khẳng định 4 cái trụ cột chính. Cái thứ nhất là tăng cường cái sự tin cậy và cái hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh và tư pháp. Và cái thứ hai là kết nối hai nền kinh tế. Nhưng đặc biệt thứ ba là đi vào tăng cường hợp tác trong các cái lĩnh vực mới, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng xanh. Một cái trụ cột nữa là tăng cường cái hợp tác trên các vấn đề quốc tế. Các hoạt động diễn ra trong chuyến thăm đã thể hiện rõ quyết tâm cụ thể hóa một cách nhanh chóng, hiệu quả các trụ cột được hai bên nhất trí. Tại các cuộc hội kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện, lãnh đạo chính đảng, thông điệp được hai bên nhiều lần khẳng định là tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đẩy mạnh quan hệ trên kênh đảng cũng như thúc đẩy hợp tác nghị viện. Với trụ cột kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp và trao đổi trực tiếp với đại diện các tập đoàn lớn nhất của Malaysia, khẳng định sự khuyến khích hợp tác đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xanh, năng lượng sạch, dữ liệu lớn mà hai nước cùng quan tâm, đặc biệt là với Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việc ký kết các biên bản hợp tác mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, hợp tác về năng lượng tái tạo, du lịch và đặc biệt là tăng gấp đôi số đường bay thẳng từ Việt Nam sang Malaysia được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho việc đưa hai nước, nhân dân hai nước đến gần nhau hơn, qua đó thúc đẩy hợp tác về mọi mặt, bổ sung đắc lực cho con đường phát triển vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi nước. Hiện nay, trong một thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Malaysia cùng chia sẻ nhiều điểm tương đồng lớn trong tiến trình phát triển, những lợi ích chiến lược và quan điểm chung trên nhiều vấn đề quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một tầm nhìn lớn về ASEAN, trong đó tương lai của ASEAN tùy thuộc vào quyết định của mỗi nước thành viên, bao gồm cả Malaysia và Việt Nam. Theo Tổng Bí thư, ASEAN đang đứng trước nhiều vấn đề lớn. Môi trường địa chính trị có những biến đổi sâu rộng, liên kết nội khối còn những hạn chế, một số cơ chế hợp tác chưa hiệu quả như mong muốn. Do đó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam là thành viên rất tích cực từ ngày đầu tham gia tổ chức này và Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025, cần phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy đoàn kết nội khối để đảm bảo sứ mệnh bất biến của ASEAN là giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực. Điều mà chúng tôi thấm nhận nhất là cái đoàn kết hợp tác giữa trong từng mỗi quốc gia, hợp tác giữa các quốc gia với nhau và hợp tác trong toàn khối ASEAN. Đoàn kết hợp tác thì chúng ta có thể vượt qua được tất cả mọi cái khó khăn, mọi cái thách thức. Việt Nam chắc chắn là sẽ thực hiện nghiêm túc tất cả những cái điều chúng tôi đã cam kết và đóng góp tích cực cho cái sự ổn định và phát triển của ASEAN. The region remains peaceful and stable.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia chia sẻ tầm nhìn và định hướng đối với hòa bình và ổn định. Theo tôi thì ASEAN luôn là nền tảng để tập hợp các quốc gia trong khu vực. Các quốc gia cần cùng nỗ lực để tăng cường tính đoàn kết cũng như sức mạnh của ASEAN nhằm ứng phó với các nguy cơ xung đột. Do đó, Việt Nam và Malaysia cần tham gia chặt chẽ vào quá trình này. Diễn ra trong 3 ngày, chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đạt được những kết quả sâu sắc và thực chất. Hàng loạt các hoạt động hợp tác, giao lưu, bao trùm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao là minh chứng cho quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc sớm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới. Trước mắt là việc xây dựng một kế hoạch hành động tổng thể. Trên cơ sở cái kế hoạch hành động đó thì các bộ, các ngành và cả các địa phương cũng cần phải xây dựng những cái kế hoạch cụ thể để phát huy và duy trì những cái nội dung tích cực, những kết quả tích cực của hợp tác hiện có, nhưng đồng thời để mà chuyển sang những cái hướng hợp tác mới, hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, trong vấn đề chuyển đổi số hay là trong vấn đề năng lượng tái tạo. Và một cái điều cũng rất quan trọng nữa là chúng ta phải tiếp tục coi trọng cái việc là đôn đốc, theo dõi và giám sát, thì có cái vai trò rất quan trọng của nhiều cơ quan, trong đấy có Quốc hội. Với thành công của chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, với khuôn khổ hợp tác mới, quan hệ Việt Nam-Malaysia sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, mang lại lợi ích cho hai nước, nhân dân hai nước trong giai đoạn mới. Và hơn thế, đó là sự cam kết chung tay của hai nước vì sự phát triển của ASEAN, đóng góp vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.